Video trước có bạn hỏi mình, chị ơi em có nên nhượng quyền trà sữa không? Mình biết video này đụng chạm nhiều người, nhưng mình cực kỳ cảnh tỉnh các bạn mới khởi nghiệp tích góp được vài trăm triệu đem số tiền khó khăn đi nhượng quyền trà sữa, chè hay cà phê, trừ khi bạn có vài tỷ trích từ 10 tới 30% để đi kinh doanh ngành mới. Bạn thấy những thương hiệu lớn hiện nay họ mất từ 3 tới 10 năm mới xây dựng được một thương hiệu bền vững, còn bạn lại đi nhượng quyền cái thương hiệu mà giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu nó còn chưa có. Bỏ 100 đến 200 triệu để nhượng quyền 2 năm, mình cho khấu hao trung bình mỗi tháng sẽ mất 10 triệu. Chi phí nguyên liệu bên nhượng quyền cung cấp thường cao hơn 30%. Trà sữa là ngành mà tuổi đời thương hiệu nó vô cùng ngắn. Các bạn nhìn lại 5 năm qua có thương hiệu trà sữa nào bền vững lâu dài không? Các chủ lớn họ tự mở còn chết lên chết xuống, huống gì bạn đi nhượng quyền thương hiệu mới mở. Hãy đặt bút xuống liệt kê tất cả chi phí và tính toán thật hợp lý nhất, rồi ngồi kế bên cái quán mà bạn tính nhượng quyền đếm từ sáng tới tối họ bán được bao nhiêu ly, xem họ lời được bao nhiêu nha. Đừng quên chi phí trả cho app giao hàng từ 20 tới